Phật Lịch xin mến chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn thân mến. Và sau đây nhạc phẩm của tác giả Phạm Vi. Phật Lịch xin gửi đến cho tất cả các anh chị và tất cả các bạn một nhạc phẩm chủ tình được mang tên Cây Đa Bỏ Quên. Xin mời tất cả các anh chị và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó, nhưng em đâu rồi? Bông hoa trên tim tươi cười, người tiễn tặng đóa hoa đời. Tôi nâng niu cây đàn tình tan, đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tan, khi bông hoa úa vàng tình tan, lòng tôi vẫn vương như người hay nhớ hương tây tan. Đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoài trên đường lên biên cương. Người hiểu tôi thường hay muốn biết, với tình hoa tắm tiếc, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Tôi nâng niu cây đàn tình ta, đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tan, khi bông hoa úa vàng tình tan, lòng tôi vẫn hương như người hay nhớ tình ta. Đàn ơi, thôi cứ lên tiếng ca,
hoan, hãy cứ gieo nỗi hoan trên đường lên biên cương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết với tình hoa tam tiết, yêu tôi hay yêu đàn, 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 yêu tôi hay yêu đàn.